ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái 24 tháng 12 1972, 24 tháng 12 2022 xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân đã về tham dự chương trình hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chào, tạm biệt.